Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel YouTube của Tùng Lò Gạch. Anh em đã xem rất nhiều video về những cái con tướng xịn, những cái con tướng như là Upgrade Titan, Godly hay là Chef và những cái con tướng rất mạnh. Thì hôm nay mình sẽ lên cho anh em một cái video với con tướng Exclusive và những cái con tướng hỗ trợ, thiên về hỗ trợ nhiều hơn để vượt map các bạn nhé. Chúng ta cùng xem nhé. Mừng khai trương Tùng Lò Gạch.net, shop Roblox uy tín nhất Việt Nam. Giảm giá cực sốc khi mua unit, mua game Toilet Tower Defense và dịch vụ các game Roblox tại Tùng Lò Gạch.net. Truy cập ngay để nhận ưu đãi các bạn ơi. Mình vẫn chọn chế độ Nightmare 50 Way và Full Auto Skip với những cái con tướng hỗ trợ. Anh em đừng khinh thường những cái con tướng này. Nếu mà biết kết hợp thì những cái con tướng này nó cũng sẽ trở thành một cái thế lực rất là lớn đấy anh em ạ. Hiện tại thì mình mới bốc phét thế thôi, không chắc là mình có thắng được cái map này hay không đâu. Nhưng mà gì thì trước khi xuất quân thì mình cũng phải chém gió tí cho nó hoành tráng. Quái nó đang chạy qua nhưng không sao. Đợi đấy, tí nữa thì mình có tiền mình sẽ giải quyết cái đống này, hoặc là mình bỏ qua cho nó luôn các bạn ạ, đỡ mất công xây dựng. Bình thường chỗ này thì anh em sẽ cần người để đép, tuy nhiên thì với những cái con tướng kiểu này chúng ta không cần đâu. Chúng ta sẽ sử dụng cách ăn vã cho nó bằng cách là xây. Mình sẽ xây DJ, một trong những con tướng hỗ trợ khởi đầu rất tốt để dẹp yên cái lũ này. Khi có DJ để khởi đầu thì bạn không còn điểm gì có thể phải lo lắng cả. Chúng ta sẽ đợi những cái way tới để chúng ta nâng DJ lên bình thường thôi. Và ngay khi nâng lên thì nó sẽ có thể đánh sang lên này và lên này. Lúc này thì chúng ta không sợ là chúng ta không đủ đam nữa. Quái nó đi qua rất nhiều lần thì nó sẽ chết tự mà chết. Chung là nghe nhạc nhiều thì thối tai mà chết. Mày câm mồm đi. Hôm nay một số bạn có gặp mình ấy và chúng ta định chơi với nhau ấy thì cũng xin lỗi các bạn nhá. Hôm nay bởi vì là server lỗi cho nên là mình không thể làm video được, là mình bắt buộc là mình phải làm video xong thì mình mới có thể chơi. Nên là mình không thể chơi với anh em được, và nhiều anh em cũng biết rõ là server lỗi, các bạn cũng vào cùng với mình mấy ván ấy không thể chơi được. Khi mà muộn quá rồi thì mình bắt buộc mình phải chuyển sang làm video thôi. Hẹn anh em hôm khác nhá. Ồ, mình nâng mẹ nhầm con DJ rồi anh em ạ. Mình nâng con SATA lên, bấm mẹ nhầm vào DJ rồi. Đồ ngu. Đấy, đang định nâng con DJ con SATA lên, nâng mẹ nhầm vào DJ rồi. Đấy, vẫn nâng kịp. Ở đây mình kết hợp con siêu ngay đầu map. Con siêu này thì mình muốn cho nó để chống lại những cái con bắn là một, những cái con tự sát là hai. Vì vậy mình để nó ngay đầu map này, tránh cái việc mà nó tấn công vào những con đằng sau. Còn Green Laser Cameraman thì chỉ có một nhiệm vụ duy nhất thôi, đó chính là làm slow, gây slow cho đối phương để đối phương bị dồn đam. Tôi quyết tâm cho nó đi viện luôn. Láo à. Quánh xa vết anh em ạ. Quánh từ đây đánh tận ra kia. Không nghĩ là đánh xa vậy, tôi chỉ nghĩ nó đánh đến khoảng này thôi. Ê, anh em xem này. Khá là ok đấy. Thực ra khi cầm đội hình này tôi cũng rất là hoang mang. Nhưng mà bây giờ nhìn các em ấy thể hiện như này thì tôi nghĩ là có lẽ là mình ngon rồi anh em ạ. Rồi. Không ngần ngại mà nâng mắc luôn. Đầu tư cho các em này, các em gồng gánh cho mình nào. Đầu tư luôn. Chịu. Sợi. Hai con DJ cộng với một con Green Laser khiến cho đối phương gần như là bị đánh cho hộc máu. Tiếp tục con DJ thứ hai, con DJ thứ ba. Ô, hết tiền rồi anh ạ. Ôi giời ơi, chống cự à. Sợi. Anh em nhìn rồi, mình bắn laser này. Thằng nào đi nhanh là bắn, thằng nào đi trước là bắn. Đứng lại. Khỏe rất trâu anh em ạ. Cái con Green Laser này là thực sự là rất đáng ghét luôn. Tôi nghĩ là một ngày nào đó thì Telantrix sẽ update cái con Green Laser này cho đội bạn thôi các bạn ạ. Kiểu như là đội bạn cũng có những cái hiệu ứng mà gây giảm tốc độ đánh như cái con của mình như này. Hiệu ứng rất bố đời. Các bạn có thể nhìn thấy quái gần như là không đi được. Đánh slow rất ghét luôn. Một mình nó các bạn ạ, một mình nó là kéo cả cái đống kia đi chậm lại luôn. Chưa kể nó còn có đam nữa, 1800 đam. Với cooldown là 0.2. Đấy, tương đương với khoảng độ DPS chắc cầm khoảng độ 9.000. Khá là ghê đấy anh em ạ. Cộng với cả cái sự khó chịu khi mà chúng ta bị đi chậm lại thì con này thực sự là một cái đối tượng đáng ghét đấy, chứ không phải là vừa đâu. Đây, tôi sẽ xây một con nữa đây để anh em xem cái độ đáng ghét của nó nhé. Nhìn đây này. Đấy. Nó sẽ có nhiệm vụ là làm slow toàn bộ những cái con quái đi ở đến chỗ này lại. Đấy, anh
xem. Kể cả những cái thanh niên cầm dao này chắc cũng rất ngại gặp nó đấy. 5. Đơn giản chỉ là sự kết hợp của những con tướng bình thường thôi. Các bạn cũng có thể cày cái map Nightmare một cách đơn giản đấy các bạn nhá. Đấy, nâng luôn siêu luôn. Tôi thấy nhiều bạn vẫn quanh quẩn chưa quẩy được cái map Nightmare này. Mặc dù tướng cũng khá khá rồi. Đấy, còn những cái bạn mới chơi thì không nói. Sáng nay tôi vừa mới gặp hai cái bạn, ba bạn mới chơi. Cầm toàn Speakerman. Sợ quá. Các ông vào cũng vốt Nightmare như thật. Mình cứ tưởng là chúng nó có tướng, mình chủ quan. Cứ tưởng chúng nó có tướng. Vào các bố cũng Speakerman cũng vốt Nightmare như thật. Mình mới cả một thằng nữa gánh cong lưng không được. Bởi vì là nó cứ xây tướng vào. Vào những cái vị trí quan trọng ấy. Anh em ạ, đúng là kiểu độ ta không độ nàng. Éo thì đánh được mấy thằng đấy luôn. Ôi, cái map này thực sự là rất là chật. Rồi, thử xem thằng này xây được không. Ô, xây được này anh em ạ. Khá là ngon này. Ôi da, xây luôn. Xời. Xời. Bây giờ tôi phải xem tôi xây medic ở đâu bây giờ. Xời. Đã đến wave 37. Rất mong ngóng à những cái thế lực mới xuất hiện đi. Rồi, như vậy là tôi bắt buộc phải bán 3 con Santa đi để có thể đủ tiền để nuôi những cái con tướng khác. Hết cách rồi anh em ạ. Tôi đã xây hết khả năng có thể của mình rồi. Rồi, những con Green Laser này vẫn rất hiệu quả khi mà nó slow ngay lập tức con đi đầu lại. Quay 40. Tình hình cũng bình thường, không có gì khả quan lắm mà tôi không chắc rằng mình có chiến thắng được không. Khi mà quái nó đã bắt đầu đi ra những cái phần cuối map này rồi. Chiếu nó, đúng, ngay lập tức phải thịt ngay những con này lại. Điệt tài ghê. Quá là đích tài anh em ạ. Chỗ này nhờ editor lồng nhạc vào. Chứ còn nghe cái bọn này cứ tinh. Đấy, anh em thấy chưa? Liên tiếp khoảng độ một chục con tự sát. Nếu mà chúng ta không có siêu ở đây thì quả thật là tôi không biết phải nói làm sao nữa. Chúng ta có thể bị chúng nó húc vỡ đầu. Ai ạ, gây mê, bọn gây mê. Bọn tiến sĩ gây mê này. Ấy, tôi không thích cái map này lắm đâu. Cái map này nó có một cái góc nhìn rất là hạn chế từ trên cao. Bắt buộc chúng ta phải nhìn ở những cái khoảng như thế này. Rất là khó chịu. Military Rocket. Dồn đam. Map này không phù hợp với DJ một tí nào cả. Mặc dù tôi đã cố hết sức rồi nhưng mà cái việc mà chúng ta xây DJ ở đây cũng thật là ở đây không? Tôi phải xây lên dịch lên một tí nữa. Đấy. Bắn slow. Ô, Blanca đã wave 45 rồi. Và với đội hình toàn những cái con hỗ trợ như thế này thì nó thật là quá ngon anh em ạ. Không có một con tướng chủ lực nào ở đây cả ngoài DJ. Khá là ngon. DJ khi kết hợp với Green Laser đưa ra những cái miếng đánh cực kỳ khó chịu. Một thằng đi chậm, một thằng đánh AOE rất rộng, cộng với cả Medic thì chống buồn ngủ, rồi thì siêu chống cảm tử, chưa kể Santa búp tiền nữa. Tiền bây giờ tôi đã 112.000, 13.000 rồi. Và bây giờ tôi không cần tiền nữa rồi. Hy vọng là chúng ta sẽ không phải dùng nối ghép để chúng ta đép. Tức là chúng ta xóa ở đầu này và chúng ta xây ở cuối này. Đấy, các bạn để ý nhá. Quay 47. Toxic Mutant Toilet. Trông thế này thôi nhưng mà nó đang đi chậm lại. Chỉ còn 50% đấy anh em ạ. Bình thường bọn này phóng nhanh lắm. Tuy nhiên thì cái con Green Laser Cameraman là đúng là biết việc. Ngay lập tức chiếu cho một tia laser để đối phương dừng lại. Slow hẳn đi. Con Glitch. Con Glitch đang bị tụt máu rất ghê. Một trong những ác mộng của anh em khi vượt map đó là con Glitch. Tuy nhiên thì con này nó lại rất thích con Siêu. Tôi đoán là nó yêu con Siêu đấy anh em ạ. Lần nào thấy nó vồ vào con Siêu và nó chết. Rồi. Nghe có vẻ là tôi đã vượt qua wave 50 rồi anh em ạ. Các bạn hãy chúc mừng tôi đi. Chúng ta vượt những cái map Nightmare. Nói thật là với cái đội hình như thế này là quá là đơn giản.
không nghĩ một ngày là chúng ta có thể vượt cái map Nightmare nhanh như vậy. Nhớ những ngày đầu chơi ấy, chúng ta còn phải, khi mà lên map hack thì còn phải cân nhắc rất nhiên lâu đúng không ạ? Chúng ta chỉ có thể chơi ở map normal hoặc là easy thôi. Tuy nhiên khi mà tướng tá đầy đủ chiến thuật thì nó phổ biến và chúng ta cũng đã quen map rồi, chúng ta có thể dễ dàng quẩy những cái map như thế này với một cái đội hình không lấy gì làm xuất sắc cho lắm. Medic, medic các bạn có thể đi xin được, siêu thì tôi cũng đi xin, à đâu, con green laser cameraman tôi đi xin, siêu thì tôi đi mua, còn DJ thì miễn phí từ sự kiện. Rồi như vậy là tôi đã chiến thắng cái map toilet HQ chế độ Nightmare và các bạn cũng sẽ làm được như vậy thôi. Video ngày hôm nay tôi xin dừng ở đây. Các bạn nếu thấy hay, thấy yêu thích thì các bạn cho tôi một like, một subscribe hoặc là một comment để chúng ta có thể có những cái tình huống vượt map khác đa dạng hơn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và xin hẹn gặp lại.